tình trạng thực phẩm ngâm quá chất vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa đến sức khỏe của người tiêu dùng. Mới đây, đội 5 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt quả tang 3 cơ sở có hành vi sử dụng quá chất không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác để tẩy trắng măng và ngó sen tại chợ đầu mối Bình Điền, quận 8. Khi kiểm tra giữa rau củ quả nằm trong khuôn viên chợ đầu mối Bình Điền, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở đang sơ chế măng với các loại quá chất tẩy trắng, không nhãn mác, không hạn sử dụng trong các bồn nhựa với khối lượng 950 kg, chuẩn bị bán ra thị trường. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ số hàng quá trên và 2 kg quá chất để xử lý. Tại một cơ sở khác trong chợ Bình Điền, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang nhiều người đang tẩy trắng 850 kg măng, thu giữ 18 kg quá chất các loại. Đặc biệt tại hai cơ sở này còn có hàng chục tấn măng đang chờ ngâm quá chất để bán ra thị trường. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng kiểm tra cơ sở chế biến ngó sen, thu giữ 135 kg ngó sen đã ngâm quá chất và 620 g quá chất màu trắng. Bước đầu, các chủ cơ sở khai nhận các loại quá chất trên được mua tại chợ Kim Biên, mục đích là để tẩy trắng, tạo màu đẹp hơn cho măng và ngó sen. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành thu mẫu măng, ngó sen và quá chất để phân tích xử lý theo quy định.